Phương đã làm 7 bước này để giúp cho mình thành công hơn mỗi ngày. Thứ nhất, bạn hãy đọc sách mỗi ngày. Sách là một người bạn rất là tuyệt vời. Bạn có thể đọc 10 trang sách một ngày, nhưng để có 10 trang sách đó, một người có thể trải qua 10 năm kinh nghiệm. Thay vì bạn tốn 10 năm kinh nghiệm thì bạn hãy dành thời gian 15 phút để đọc được 10 trang sách mỗi ngày sẽ giúp cho bạn có được sự hiểu biết tốt hơn về những gì bạn đang làm. Thứ hai, đó là hãy quyết tâm. Hãy quyết tâm làm một việc gì đó mà giúp cho cuộc đời của bạn thay đổi mỗi ngày. Và hãy quyết tâm làm nó một cách xuất sắc. Không ai có thể trở nên thành công nếu như họ không tập trung đặt tình yêu thương, đặt sự cam kết của họ vào những cái việc họ đang làm. Thứ ba, đó là hãy biết cách sử dụng cái trí tưởng tượng của chính bản thân mình. Mọi sự vật sự việc đều xảy ra hai lần. Một lần bên trong tâm trí của mình và một lần ở bên ngoài thực tế. Mọi thứ nó đều bắt đầu từ suy nghĩ của chính bạn. Nếu như ngày hôm nay bạn không suy nghĩ và bạn không hình dung được cái sự thành công của chính bản thân bạn, thì bạn sẽ không có đủ năng lượng để bạn tiếp tục đi tới cái hành trình mà bạn mong muốn. Nên mỗi ngày hãy liên tục luyện tập cái trí tưởng tượng của bạn về cái kết quả thành công mà bạn đang khao khát. Thứ tư, hãy biết ghi chép. Hãy luôn có bên cạnh mình một cuốn sổ, mọi lúc mọi nơi để ghi chép. Hãy ghi chép những gì mà bạn cảm thấy thực sự thành công của chính bản thân bạn. Hãy ghi chép những gì mà bạn cảm thấy thực sự hữu ích và nó giúp cho bạn có thể làm tốt hơn những việc mà bạn đang làm. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, đừng chỉ lên giường và ngủ thôi. Mỗi buổi tối là khung giờ vàng để chúng ta bắt đầu ghi chép. Hãy ghi chép những cái điều mà bạn cảm thấy thực sự biết ơn. Hãy ghi chép một kế hoạch mà bạn có thể làm trong ngày mai. Và hãy ghi chép lại những cái mục tiêu ước mơ của bạn. Đây là những thói quen của những người thành công nhất trên thế giới. Họ luôn ghi chép những điều mà họ đang thực sự mong muốn. Có rất là nhiều người làm việc cần mẫn cả cuộc đời, nhưng họ vẫn mãi trong một cái vòng xoay. Bởi vì khi họ cả ngày tất bật đi làm và tối đến chỉ leo lên giường và đi ngủ thôi, họ không có một cái thói quen ghi lại những điều mà họ đang mơ ước. Nhưng mà chúng ta hãy học hiểu sâu hơn về não bộ của mình. Hãy cho phép não bộ của mình lưu trữ và ghi nhận những cái thông tin về những cái mục tiêu ước mơ của mình. Từ đó, nó sẽ cho bạn rất nhiều ý tưởng để bạn có thể thành công hơn.